Nhà thờ rất là rộng ngang các bạn. Mời các bạn cùng tiến lên trong nhà thờ đọc Thánh Từ Đạo. Nhà thờ rất là rộng ngang. Hai bên tung thì hẹp thôi. Lấy bằng đá đen các bạn nhé.
thiết kế hài hòa rất là đẹp đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.